phát hiện mắc ung thư vú trong một lần tình cờ thấy xuất hiện có cục bất thường ở vùng ngực. Ngay lập tức bệnh nhân này đã đi khám để được chẩn đoán điều trị. Vì được phát hiện kịp thời và điều trị tích cực từ đầu, nên tình hình bệnh của bệnh nhân đã tiến triển tốt. Sau có quá trình điều trị như thế thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì sức khỏe của mình là ổn định. Và cái quá trình điều trị của mình thì sẽ còn phải kéo dài trong một vài năm sắp tới nữa. Đấy, tuy nhiên là sau cái đợt xạ này thì cũng sẽ là qua cái giai đoạn liên tục. Về sau thì sẽ giãn cách ra hơn, cứ 3 tuần hoặc 1 tháng một lần thì mình mới phải dùng thuốc. Thì hiện tại bây giờ thì sức khỏe thì ổn định rồi. Và đồng thời thì mình cũng cảm thấy là tự tin và vui vẻ và có nhiều hy vọng vào tương lai. Đây là một bệnh nhân mà được chẩn đoán ở giai đoạn cũng không phải là muộn lắm, nhưng giai đoạn 2. Nhưng mà do cái có cái thụ thể hơ 2 dương tính ấy, nên có chỉ định điều trị đích. Cái lợi ích của bệnh nhân này điều trị đích trước, sau đấy mổ sẽ tốt hơn là so với mổ sau đấy điều trị, nên đã được điều trị hóa chất tân bổ trợ trước kết hợp với điều trị đích, sau đấy phẫu thuật. Và bây giờ hiện tại bệnh nhân đang điều trị xạ trị kết hợp với thuốc đích, và trên bệnh nhân này có cả thụ thể nội tiết dương tính nữa, nên được điều trị nội tiết đồng thời luôn. Việc duy trì điều trị bằng liệu pháp nội tiết vô cùng quan trọng, tùy vào tình trạng và đặc điểm bệnh của mỗi bệnh nhân mà có các loại điều trị nội tiết khác nhau. Trong ung thư vú, có những loại thuốc viên uống như Novadex, Arimidex hoặc thuốc tiêm như Zoladex được ghi nhận là liệu pháp điều trị hiệu quả, kéo dài thời gian bệnh ổn định, ít tác dụng phụ cho bệnh nhân. Phương pháp điều trị nội tiết cho những cái trường hợp mà giai đoạn sớm thì nó là phương pháp bổ trợ. Tức là bệnh nhân sau khi kết thúc các cái điều trị tại chỗ và toàn thân, ví dụ như là phẫu thuật, xạ trị, hóa chất, thì chúng tôi duy trì cái việc bổ trợ duy trì nội tiết này sẽ giúp cho cái sống thêm kéo dài ra và tái phát thì nó sẽ giảm đi. Cái phương pháp điều trị thuốc nội tiết thì nó là cái đường uống. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng có một cái bước nữa, đó là những bệnh nhân mà sử dụng như vậy thì đối với bệnh nhân mà chưa mãn kinh thì chúng tôi phải dừng cái hoạt động của buồng trứng. Thì trong trường hợp đó bệnh nhân thì có thể có những bệnh nhân có chỉ định phối hợp kết hợp cùng với cái thuốc mà ức chế buồng trứng bằng đường tiêm. Các bác sĩ cũng cho biết việc điều trị bằng các thuốc nội tiết thường phải liên tục, kéo dài. Nếu bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt theo đúng phác đồ thì tỷ lệ sống trên 5 năm ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 rất cao. Với cái điều trị nội tiết cho phương pháp nội tiết cho trường hợp bổ trợ thì cái thời gian nó rất là dài, nó kéo dài từ 5 năm, thậm chí có người hơn. Nếu như chúng tôi có những cái biện pháp với cái nội tiết hai bậc khác nhau thì những trường hợp đấy là bệnh nhân hoàn toàn là sức khỏe, là khỏe mạnh và bệnh nhân ra viện. Bệnh nhân chỉ đến khám định kỳ ở phòng khám để xem bệnh nó như thế nào, nếu mà nó ổn định thì tiếp tục duy trì thuốc và bệnh nhân sức khỏe thì hoàn toàn bình thường. Đối với bệnh nhân mà giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì cái tỷ lệ sống sau 5 năm của người ta là lên rất là cao. Đặc biệt là những cái trường hợp mà tiên lượng tốt, tức là thụ thể nội tiết dương tính, nếu mà bạn áp dụng được, bạn điều trị được, tuân thủ được thì cái sống thêm thậm chí nó lên đến tận 90%, thậm chí hơn nữa ở giai đoạn 1, giai đoạn 2. Với việc ứng dụng điều trị bằng nội tiết đã giúp cho người bệnh ung thư điều trị dễ dàng hơn, nhiều người bệnh có thời gian sống trên 10 năm, 20 năm, thậm chí là được chữa khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất để có thể điều trị hiệu quả ung thư vú vẫn là người bệnh cần phải được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bệnh nhân nên tuân thủ phác đồ điều trị và sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc khi chưa có hướng dẫn.